Wow, mọi người nhanh quả ổi nè, local fruit to chà bá luôn mà cái mặt lên luôn. Một trong những cái phương tiện mà mọi người nhất định phải thử khi đến Malacca hay Malaysia ha, những chiếc Thai show đầy màu sắc và sống động âm nhạc như thế này. Cùng đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới với Linh Xích Lâu nha mọi người. Welcome to Malacca, thành phố di sản thế giới. Và đây là ba tộc người ở Malaysia: người Hoa, người Mã và người Ấn. Hi, Linh đã đến được Malacca rồi mọi người ơi. Hiện tại Linh đang ở trong chợ đêm và mình cùng khám phá ẩm thực của khu chợ đêm này nha mọi người. Tầm ốc lắm và chủ yếu là các món Trung Hoa, các món Trung Quốc, Thái Lan cũng có. Ui, quá nhiều loại luôn mà cái nào cũng muốn ăn thế này thì làm sao? Cái quầy hàng này lúc nào cũng đông nghịt như này nè. Gói bánh rất là hay nha mọi người, rất lạ luôn. Fish autok, rau autok, gói với lá chuối bên trong. Coi thử là bên trong này có gì ha. Wow, đây mở ra nó giống như chảo của Việt Nam mình. Cây cây mềm cũng vui vui. Dragon với candy kẹo. À, như kẹo chỉ mà. Này đang kéo cái hỗn hợp đường nấu chảy với siro trong cái bột gạo để nó thành những cái sợi mảnh như tơ thế này, giống kẹo chỉ của mình đấy mọi người. Sau đó thì sẽ cắt ra thành từng đoạn, cuộn lại và cho nhân đậu phộng bên trong, hoặc có thể là mè hoặc là dừa khô. Oh, bỏ đậu phộng bên trong. Wow. Cái giống xe xích lô của mình hả? Mỗi xe một màu sắc Pokemon, Gideon nè. Wow, rực rỡ quá. Bên này hả? Đây chỉ là một cái tiệm nước dừa trong cái khu chợ đêm, nhưng mà hãy nhìn cái cách họ kinh doanh và họ sáng tạo nghĩ ra cái phương thức này để thu hút rất nhiều người ghé đến xem cũng như mua nước dừa. Quả thật là không phục mọi người ạ. Đây, mọi người cùng vào nhìn anh mình sẽ nhìn thấy được rất nhiều chủng người như là người Ấn Độ nè, người Malaysia, người nước ngoài, người Tây và Việt Nam, châu Á. Đây. Và chợ chỉ mở tối thứ 6, thứ 7 chủ nhật ha. Ngay phố cổ luôn nha mọi người. Còn đây là cái món bánh khoai lang viên. Đứng nhìn anh này làm thôi mà thú vị quá trời luôn. Người ta sẽ xay khoai lang nấu chín để trộn với đường và bột tạo thành viên nhỏ và chiên vàng giòn. Như một màn ảo thuật nha. Có chút xíu bột mà nó phồng to cả nồi tròn xoe như thế này. Đã ghê luôn. Cái gọi một phần cơm gà với những viên cơm như thế này ha, 7 viên và gà luộc 13 ly là khoảng 70.000 tiền Việt Nam. Ở một cái quán tại khu phố cổ trong Cầu Quốc ha. Cơm dĩa thơm. Gà luộc tô noodle súp 7 viên ít. Chả viên, chả cá, vì vàng nè. Cảm ơn mọi người. Lúc này thì Linh chỉ biết cắm đầu ăn thôi chứ quá đói rồi, nhiều món lắm nha. Và ăn xong mình lại tiếp tục khám phá khu phố đêm hen. Wow, trái ổi nha mọi người. Hả? What? Really? Wow, mọi người nhìn quả ổi nè, local fruit to chà bá luôn mà cái mặt lên luôn. Ok. Khoai thiên kinh qua một cái hộp à. Ổi như thế này. Thank you. Yeah, thank you. Chè APC giống giống chendol nhưng mà có nhiều loại hơn trong này ha. Mời mọi người. Coconut.
em muốn chè IPC giống Chandler, trong này có nhiều loại hơn, đá bà và nước đường đen ha, đường dừa. Không có bị quá ngọt, ngon lắm mọi người. Cửa hàng có vô vàn các loại bánh lạ lắm mọi người, nên đã mua một chiếc bánh gà 3 ring thì còn 15.000. Gà vậy cũng hay hay. Có hoạt động gì vậy? Wow, nhảy quá nè. Đây có quá nhiều loại đặc sản thú vị lắm nha, như cà phê trắng, mì sầu riêng này, soya collagen, đậu nành ha. Cà phê trắng này một gói như thế này là 15 ring, còn 80.000 này. Đây, đặc sản của Malaysia, mọi người có thể thử cà phê trắng khi đến với Malaysia nha. Linh thấy là mình may mắn lắm luôn ấy chứ, vì đến cái khu phố cổ này đúng cái dịp cuối tuần thì mới có được cái khu chợ đêm như thế này, chứ đi trong tuần là sẽ vắng tanh vắng teo ở cái khu này mọi người ạ. Mà cái khu này nó nhiều thứ thú vị lắm, từ đồ ăn nè, có hoạt động rồi, quá trời luôn và đông nghịt người à. Và mọi người đến Malaysia thì không thể nào bỏ lỡ dịp cuối tuần ở đây nha. Vào dưới đây là cái hàng phụ kiện. Và ngày tiếp theo thì Linh đã mang bộ áo dài truyền thống của mình để khám phá quảng trường đỏ, những công trình đỏ rực ngay trung tâm của thành phố Malacca. Đây là cái nhà thờ Christ the Church Malacca. Nó được xây dựng dưới sự cai trị của người Hà Lan và cũng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Malaysia đấy mọi người. Và mình có thể thấy được cái kiến trúc nổi bật đặc trưng của kiểu Hà Lan, như là cửa sổ vòm này, mái cong, rồi cái màu đỏ đặc trưng của tường. Và nơi đây không chỉ là một cái điểm đến lịch sử mà còn là một cái trung tâm của cộng đồng Kitô giáo ở địa phương. Và xung quanh đây còn có những cái điểm tham quan khác như là A Famosa này, hay là đồi St Paul. Mọi người có thể đi vòng quanh để tham quan các điểm này ha. Đây chính là nhà thờ St Paul. Thì nhà thờ có một cái lịch sử rất thú vị với nhiều biến cố. Nó được xây dựng bởi những cái tu sĩ người Bồ Đào Nha. Và sau khi mà người Hà Lan chiếm Malacca thì nhà thờ đã trở thành nhà thờ Tin Lành, và sau đó thì bị bỏ hoang. Ở trong này thì hiện tại vẫn còn các di tích của các mộ đá này, rồi các cửa sổ vòm cổ kính, hay những bức tranh bích họa, rồi những cái tượng thánh, và một cái chiếc view nhìn toàn cảnh thành phố mê ly luôn mọi người ạ. Bên bờ sông Malacca thực sự quá thơ mộng và yên bình. Mọi người có thể chọn nơi này để ngồi ngắm nha. À, trong buổi chiều tà ở Malacca nha. Bà Linh đang ở trên con phố Joker Walk, con phố chính của khu phố cổ ở Malacca ha. Buổi sáng của Linh tại Malacca với cây do thoát, hai quả trứng và phần nasi lemak, Molly Coffee. Linh đang dạo vòng quanh khu phố ở Malacca một lần nữa rồi à, bắt xe bus để về Kuala Lumpur. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. How can I say? Popia Louis. Popia Louis. Louis, okay. Dumpling. Nenia. Nyonya. Nyonya dumpling. Nyonya laksa. Okay. Lần ăn hai món này là popia Louis, laksa. À, 4 đồng 5 và 8 đồng. Món laksa này có mì, tôm, chả. À, cái nước này là nước cốt dừa, thơm lắm nha. Và cái vị của nó nhạt vừa phải, không có bị quá đậm đà như cà phê của người Ấn. Có qua đi anh ạ, cái hơi ồng kèm trước. Không gọi tiếng nữa, mà cái vị nó hơi lạ chút. Mọi người đến Malacca thì ghé ngành Popiori để thưởng thức ra những cái món đặc trưng của Malaysia nha. Đây, Linh đã đến được Little India ở Malacca, Malaysia. Hôm nay trời mưa nhẹ, các cửa hàng của Little India chỉ có một đoạn ngắn thôi, còn phía bên còn lại thì đóng cửa hầu như gần hết. Hàng trang sức của người Ấn Độ. Wow, đỉnh cao. Còn trong khu phố Little India với các hàng quán nè, cửa hàng quần áo rồi các cửa hiệu trang sức, quá nhiều luôn. Quá rực rỡ. Vậy là những hình ảnh của Malacca, một thành phố cổ nhưng vẫn hiện đại, khang trang sạch sẽ. Và thời tiết quá đẹp đã để lại trong Linh rất nhiều những đậm sâu. Bây giờ mình phải trở về Kuala Lumpur trên chuyến xe buýt và cùng khám phá nơi này tiếp nha. Hi mọi người, Linh đã đến được cả Kuala Lumpur rồi. Đây là chiếc view từ khách sạn của Linh này. À, bây giờ cùng Linh lên đồ khám phá Kuala Lumpur nha. In Kuala Lumpur, Malaysia, và đây là tòa tháp đôi Petronas. Đến với Malaysia thì chúng ta không thể nào bỏ qua được cái biểu tượng đặc trưng của đất nước này. Tòa tháp đôi Petronas với chiều cao là 452m, 88 tầng. Và cái điều nổi bật đó chính là cái cầu Sky Bridge ở tầng 41 và 42. Thì cái địa điểm này sẽ cho du khách lên để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Và Linh thì chị chụp ở phía trước của tòa tháp đôi này thôi, nhưng mà đã rất hùng vĩ và sừng sững, và thật là tự hào khi mà đặt chân đến đây mọi người. Linh đang trên đường đến trạm tàu lửa để đi Batu Cây, động Batu của Malaysia. Và đường phố Malaysia phải nói là ngất ngây luôn mọi người. Những công trình kiến trúc ở đây nó độc đáo mà nó đẹp lạ luôn. Linh đang ở động Batu của Malaysia, một trong những điểm tham quan nổi bật và cũng là linh thiêng với người dân Malaysia đấy mọi người. Và có đến 300 bậc thang một là đến động Mang, tầng Murugan ở ngay lối vào, rất là linh thiêng. Cùng khám phá động Batu với Linh nha mọi người. Wow, chim bồ
câu cứ bay quanh khu vực phía trước của động nhé. Và kiến trúc màu sắc và rất là tinh xảo, tới gần sát với lịch sử tinh xảo của bức tường, những kiến trúc màu sắc nổi bật ở cái cổng chào mình được đây là động Ba Tu ha. Có một điều Linh thấy đáng tiếc vô cùng cho động Ba Tu, bởi lối lên cầu thang ngập đầy rác và mùi hôi từ nước tiểu phân của khỉ làm cho cái trải nghiệm nó trở nên không hề thoải mái và khó chịu vô cùng. Và bên trong động thì lại càng bất ngờ hơn, bởi vì không gian bên trong nó không có được vệ sinh sạch sẽ như mong đợi. Điều này khiến cho Linh cũng như những cái du khách khác cảm thấy rất là choáng ngợp vì cái sự tương phản giữa vẻ ngoài hoành tráng và cái thực tế bên trong. Dạo nhanh trong hang động và Linh thấy mọi thứ nó ẩm ướt và không hề ổn chút nào, cho nên vội vàng đi ra và trở về thành phố thôi. Quá đã. Thành tưng, hang trang, các kiến công trình kiến. Quá đẹp luôn mọi người. Wow, một chiếc công viên xanh mát trên đường đi đến chợ đêm. Bạn và thế giới mua sắm Cô Ba Pavilion. Chợ đêm ở Kuala Lumpur. Một nhà hàng bánh mì Việt Nam. Ăn uống ở cuối con đường ẩm thực và training ha. Giá cả rất hợp lý và đồ ăn rất ngon nha mọi người. Qua wow, một nhà thờ Hồi giáo Masjid Jami nằm ngay giữa kênh và có cả đại phun nước cùng làn khói ảo diệu ha. Đây là lần đầu tiên lên vào một nhà thờ Hồi giáo và nó hoành tráng cực kỳ và tiếp khách du lịch. Và để vào đây thì mình phải tuân thủ những nguyên tắc về trang phục và trùm kín đầu như thế này nha. What is this? Yeah, this foundation stone of this mosque at that time 1908, people here use Jawi language in Arabic alphabet. Oh, Arabic. Alphabet. Allahu Akbar. It's louder. Yeah. Oh, nice. This form reflects the sound to the prayer. Yeah. But now we have this technology, microphone, etc. Now we don't need this. Ah, okay, I got it. From more 100 years. This chapter, we recite it when we pray. It's so easy. It's so easy. Even child about 5 years can read it by heart. You can understand on. You can read this word. Yeah, I am Syrian. I am Arab. Ah, okay. This for woman. Ah. We pray in the same time, in the same way, at the same time. Yeah. But woman here, men there. Cái phục bên ngoài này cũng dùng để cầu nguyện luôn ha. Cho nên mình phải bỏ giày dép ra bên ngoài để cho được không gian được sạch sẽ. Khu vực rửa tay trang trước khi vào bên trong ha. Jami Sultan Abdul Samad. Những cái sạp hàng như thế này để mọi người ra ăn trưa ha. Và ở đây có một cái hàng đồ ăn nè. Đồ ăn rất là nhiều, mọi người sẽ tự lấy và bỏ vào trong cái giấy, bỏ trong cái phễu như thế này và xếp hàng tính tiền. Bên này còn có nhiều món. Mình đang mua đồ ăn trưa theo cách của người Malaysia, đang làm này với một ít cơm bỏ trong con giấy ha, tôm. Nam. How much for this? 7. Okay. 7 ringgit. Đây là bữa trưa của Linh theo kiểu của người Malaysia. Đây là điểm Linh lấy vé để đi xe buýt hả? KL Phonphon Phonphon. Đi vòng quanh Kuala Lumpur, đây là Đà Nẵng Traveloka, 300 mấy gì nữa.
Bây giờ chỉ cần lấy vé thôi. Chúng ta đang trên chuyến xe buýt City Tour để khám phá thành phố Kuala Lumpur. Và hôm nay, ngày hôm nay trời gió cực kỳ mọi người ạ. Một trải nghiệm vô cùng thú vị. Trên chuyến xe buýt 2 lần. Đây là khu Little India nè mọi người. Museum Negara, Kuala Lumpur. Đang ở trạm thứ 11 Sultan Abu Samad Building the four five cái điều đó đi hơi nhanh một chút xíu cho nên mình chưa kịp mà quay hay chụp nhiều thì đã vội qua rồi. Và xe buýt sẽ đưa ta qua những khu vườn rộng lớn xanh mát giữa lòng thành phố hay công viên gym lớn nhất ở Kuala Lumpur, len lỏi qua những công trình tòa nhà hiện đại chọc trời. Và lướt qua những điều cổ kính thế này sẽ là những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn đối với du khách khi mà đến Kuala Lumpur ha. Petaling Street, phố người Hoa. Mọi người, đây là Sun, một người bạn của Linh ở Malaysia, và hôm nay được Sun dắt đến Chinatown để thưởng thức các món Trung Quốc. Và đây, các món Trung Hoa đây. Nhờ Sun, can you introduce the food here? Yes, this is our street food. Yeah. It's like tilapia. Yeah. And this is our chicken rice. Yeah. And this is our veggie here. Yeah, thank you so much. Yeah. And enjoy. Yeah, mời mọi người tận hưởng cùng mà lên mà xem nha. Wow, cá ở đây rất là tươi nha mọi người, gia vị rất là thấm luôn. Còn cơm thì trộn sẵn gia vị, trong này cơm gà rất là ngon. Cảm ơn Sơn rất nhiều vì đã mời hai mẹ con lên một bữa ăn đậm đà như thế này trên đất Malaysia. Và xong còn được Sơn dẫn đến một cái vị trí rất đẹp có thể ngắm toàn cảnh Kuala Lumpur về đêm. Cái vị trí mà Linh nghĩ chỉ có người địa phương mới biết thôi à. Và những khoảnh khắc vừa rồi cũng đã kết thúc cho chuỗi hành trình đến Malaysia của hai mẹ con. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết clip và theo dõi hành trình này. Chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc và trọn vẹn. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo nha.